Mình sẽ chơi chơi gì đây, chơi gì đây, chơi gì đây, chơi ai xấu đây. Ê. Nhìn qua thì tất cả mọi loại pet pet của Bùi Huyền là bẩn bựa nhất. Em chưa kịp đổi đấy. Nãy giờ không chịu đổi. Đâu, lúc nãy anh đang tìm nên đang đổi ra anh tìm chạy đi luôn. Vẫn còn rất nhiều slot à, vẫn còn rất nhiều thời gian Không còn ơi mà thời không gian chịu đâu. đổi. Cơ đẹp mà. Bên này đẹp mà anh, bên nào em pet người lửa đấy á, nhìn như mới bị chết cháy dòng ấy mà đẹp. Ui. Zambert. Bắt con này đi. Laser cuts. Bazon thì đẹp Chơi đẹp rồi mà. hệ dân thường. Hệ gì? Dân thường. Thường dân. Ừ, thường dân. Raven ACE. ACE kết liễu mục tiêu dưới 100 máu. Laser. Đấu trường hạng ruồi. Mình dâng nhiều tiền. Cái này thì nó ấy quá, ép anh chơi phải một trong một bài quá anh em ạ. Phước lành. Phước lành à? Nếu mình chơi Raven Carry thì chắc là cái này luôn cũng được. Chơi thử Raven Optimus xem. Đấu trường hạng gà, ok em ơi. Mình chơi thử Raven gánh team xem sao. Anh Lã Đông Anh ơi. Con này không chơi rồi. Raven chắc là cần cooldown down, pick game và vô cực. Ủa? Bay gà bay. Bay nữa. Nhìn thấy khóc. Solo. Solo. Nice. Ok, Tiến Dũng ba vũ cực à, khá hợp lý. Summer này thì nó như một con ấy luôn, hai sao hai tiền, chỉ số rất là đặc biệt. Rồi luôn bung ba Jack ơi, là bung ba Jack ơi, sao đây sao lại kẹp ba cái con này vô vậy. Chơi bung bung nữa nha, bung ba Z ơi. Thế là nổ rồi. Bung này bung không kiểm soát rồi. Nhớ là không bung nha. Bung ba Z. Thế không bung đi. Hâm nhột đấy. Boom. Đây rồi Optimus. Thế anh ơi, ok. Thế rồi. Bắn con này đây. Đang hai trận win. Cho con này vào. Cho Raven làm nhân vật chính xem sao nha. Để mình chút đi lấy nước đã nha anh em.
Nina, mày quá lây kịp. Hello Duy Tân. Top 2 thì cũng không chờ nhiều trang bị rồi. The Raven, nhưng mà nó ở hàng sau này thì nó cũng hơi mệt. Underground còn không? Còn nha, còn nha. Bung gì bung quá là chán luôn. Ê. Gì vậy? Mình sắp ngất xỉu rồi, vẫn còn đam mê. Ghê chưa? Ê à, do vật có vẻ hơi ghẻ nhờ. Nhìn tạo hình con rắc mất chất thực sự luôn. Rắc này nó theo skin gì á anh Lã Đông Anh ơi? Laser Corp là hệ gì đây? 102. Vâng, cho chắc nó thành óc. Chị ơi, má sợ thua quá. Rồi chỉ có hai người thôi các bạn ơi. Chưa được mấy chủ Việt Nam chưa bạn? Mấy chủ Việt Nam thì anh em chơi bình thường mà. Lết lăng. Màu thế. Lại chạy nguyên hình cho Raven đi. Samisa Laser. Tao nó ping gì đây? Chơi gì lạ lạ đi. Ok bạn ở dương quý luôn. Bản mới đương nhiên là không chơi được rồi. Thì đợi nhé. Oh Raven, he has 30% attack damage when he kills an enemy. 40% tỷ lệ ra 1 tiền và 30% attack damage khi sử dụng. Quá tuyệt vời. Đây đúng kiểu thế giới của Raven luôn rồi. Chắc mình phải lên level 6 và roll tìm Raven 3 nữa nhá.
25% sát thương tấn công cơ. À đâu 30% luôn. Khi mà giết hạng mục một người có 30% tỷ lệ rớt ra một tiền. Quá đã. Rồi Akali chơi gì đây? Lấy xin à? Chưa có đồ anh em ạ. À. Vâng thì chưa có đồ. Còn tận 40.000 người à? Cạnh tranh ác quá nhờ. À đồ sĩ châu thế. Cần sắm cái diệt thôi. Admin gấp đôi Raven luôn. Mascots. Sắc. Này vào cho Châu đi. Sao là 3Z? 3Z đâu rồi? 1Z cho con gì đây? Ra vật luôn à? Hãy cạnh tranh với anh à? Một tiền. Hai tiền rồi. Mình anh thấy anh giấy quá à. Bùi này được gì đây? Yasuo. Yasuo này phải xếp tách ra. Tách mà. Tách ra chưa? Nó dính này còn gì? Dính ai đâu? Dính đây, dính hai con này còn gì? Đấy. Đúng chưa? Thế anh mà tách Yasuo ra. À mà tách con nào cũng được hết. Là sao? Tất cả. Đúng không? Online kìa. Không đọc luôn. Kém quá, kém quá. Mình ngu tiếng Anh mà. IELTS có 2 chấm thôi bảo sao. Mình ngu mà. Mình sẽ lắp diệt khổng lồ. Sắc 2 sao này, gấp đôi Raven. Ô, hình thế hai con này được à? Hai con giống trọng cũng hình thế. Cho Raven được nữa. Raven 2 đâu? Phải đắp tạm một cái bàn tay công lý thôi anh em ơi. Không ra cung thì sao anh à? Ra cung phải chấp nhận thôi em ơi. Mình sẽ không hết kiếm nữa. Bàn tay công lý rồi. Anh em khỏe thế. Velvet. Sejuani. Z Hacker Duelist. Không thấy nổi Raven 2 luôn à. Bị thực sự. Bị mịp thế nhờ. Anh chơi 4 Acer đi. 4 Acer cần phải có con ấy khoai quá. Con Mordekaiser. Hơi khó khi nào có Mordekaiser mình kẹp lại sau. Mất đi 5% máu rồi. Lấy xin 2 giáp máu. Của ai đây? Bùi Huyền à? Akali. Hello Vi Nguyễn.
Rắc 2 sao còn ra trước cả Raven nữa. Kring 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 kring. Chơi vô tên đi Cường. Nít vô tên hôm sau chơi nha. Kring kring. Thiếu vàng. Thì vàng lắp gì đây? Đồ đã ít rồi thì Blitz. Sejuani. Ai chà, Bungalet chơi Raven giống mình rồi. Raven có cuồng đao à? Solo Raven. Solo. Không lại rồi. Phần của Boomerang có 2 trang bị, mình có mỗi 1 trang bị thôi. Ghế này bị tụt rồi. Tụt xuống rồi, bây giờ anh mà ngã lưng ra phát là nó ấy luôn. Ô! Ông nội anh tháo đấy. Không phải. Nhận thêm một thìa và 3 trang bị ngẫu nhiên, lấy đi. Đang có thìa. Phải rồi. Đồ đạc chán thôi rồi luôn. Spatula. Không có cái cung nào. Riven cũng là đầu sĩ vô cực luôn. Anh cầm cái diệt. Anh cầm một cái gì khổng lồ. Vô cực đẹp. Ây à. Akane trông lắm. Không có gì khổng lồ này mệt. Akane này lắm. Đau lưng quá. Trang bị đủ. Mình cho vay nè à? Em không biết nữa. Red Real Ground. Mid Photon lại là xe nữa. Mình chỉ cần Raven thôi. Lắp vô cực luôn cũng được. Nhưng mà mệt. Đấu sĩ này mà mình không có ấy là mệt luôn ý. Bại luôn ý. Solo. Ăn dựa đi. Sao mạnh thế? Ăn dựa đi. Anh đấu trường hàng gà mà. Ai đấm ngủ? Anh là người đáy xã hội đây. Ô, có thiệp vàng. Still stick. Ồ. Anh đùa thôi mà có lấy thì ở đâu? Vigo của em.
Yugo. Kích cái hệ gì vậy? Vô cực à? Hay là vô cực à? Không. Lấy gì? Em phải lấy dược khổng lồ. Em biết chơi dược khổng lồ luôn. Đốm phết nha bà con. Athena là hệ gì vậy? Cái gì? Kill and see again. Mai thằng Raven rồi. Ấy. Trang bị đầy đủ. Trang bị đầy đủ này thì chưa thú yêu nhan Sonic ơi. Rồi tiếp tục trang bị. Airdrop à? Trời ơi, hack tiền luôn. Con này ở đây làm gì vậy? Đâu? Đây này, đây này. Đâu? Trời ơi. Hết rồi. Phải đứng tách ra anh. Rồi. Hả? Phải đứng tách ra. Đứng tách ra. Như độc hành á. Ừ. Thì con nào cũng được tăng ấy hết. Tăng tốc đánh hết. Thử đi. Xem từng con một xem. Con nào cũng đang xem nào. Laser Cop hay là gì? 0.55 nè. Lên 0.69 luôn. Như lõi độc hành luôn. Đời Akali này mình không dịch khổng lồ thì đánh Akali này chắc sáng mai quá. Sao ai cũng chơi Dragon nè. Em gặp Bumba Jet à? Ờ. Thấy chưa, không có Dragon hơi mệt với Bumba Jet à, với cả Akali luôn này. Ăn sợ đấy. Akali chơi 3 giáp máu à em? Sejuani Vi chắc là không cần nữa này. Sejuani chắc là cần. À một con nữa thôi mà nó kiểu cắn như này. Hai con Raven nữa. Này thì chắc mình sẽ lấy vô cực hoặc là cuồng đao cũng được. Mà rất là thiếu thốn cung. Có gậy rồi, khả năng cái này nó cho mình cung thì ngon luôn. Không có cung à? Đấu xanh. Cung cung thì anh mình chơi vô cực nha. Này lắp một cái giáp máu. Lắp thêm một cái này nữa đi. Bumba Jet nè. Cũng Aerob trang bị luôn. Xem dịch khổng lồ của mình khác biệt không? Hay là cùng đao khác biệt hơn? Có vỗ tay rồi, Win vỗ tay rồi. Vỗ tay gì? Win thế là vỗ tay. Vỗ bụng. Mới thắng một trận thôi đã ăn mừng sớm như vậy sao? Vỗ tay bao giờ? Đây mới chỉ là màn khởi đầu thôi.
Mày đã ăn mừng sớm rồi. Đang vỗ bụng. Quá kiêu ngạo. Until I see you again. Trời đất ơi. Bây giờ mình lên được Raven 3 là mình lên đồng luôn. Cái xa mô. Em hình như em ăn được tất cả nhưng mà mỗi anh với cả Boomerang không ăn được. Như thế. Con Vayne này là ghê mà, Vayne này khỏe lắm đấy. Trứng rồi. Mày sức trứng sắp ung rồi. Đâu 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 bây giờ, à trứng nổ. Xem trứng nổ nào. Đâu rồi? Đây đây đây. Ui giời ơi, hai nhân bản tướng, một con Leona và vương miện chiến thuật. Cháy đấy. Má đùa chứ. Rôn 2, rôn 3 tiền nó ngang với rôn 2 tiền ở level 6 luôn. Bịt thực sự. Bịt bợm thế không biết. Ngộ không nãy giờ chưa lên được bao nè. Vàng phê thật, vàng phê mà, vàng rơi bút lực xô luôn. Rồi, Sonic đi rồi. Cái gì đây? Cái mặt nạ của Echo này là hệ gì nhở? Sẽ lấy máy chiếu đi. Baby Com here quả này nở trứng comeback rồi. Như vẫn chơi bài level 5 hồi nãy à. Yeah, cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ lên được Raven 3. Vayne 3 rồi. Ghê thế. Uầy. Ăn sữa đi. Mày. Tấu hài. Sao khỏe thế này, ai đấm nổ. Ai? Rắc à? Xoay sang rách. À, lại rách. Rách trận này khả năng mình trị được. Anh em không cần phải quá lo ngại. Sẽ cho con ngộ không phải ra đi, cho xếp vào đây thôi. Mình thấy con này. Nhảy cho đỡ bị lẫn lộn anh em ạ. Này cho mấy con nào gần hiền tế gần nhất cho nó đỡ bị lẫn lộn. Raven thì 3 sao rồi, bán này đi nha. Ăn đầu ra lỗi bung với anh. Này anh biết rồi mà. Rồi bây giờ chơi chán phèo. Anh em mà chơi ăn đầu ra bung với nhau solo bung thì nó lại không thực tế đúng không? Anh em mình về server Việt nó lại ngủng luôn. Ây da, ghê đấy. Cứ chích trêu em. Ờ,
Trời Còn hai ơi. con giáp nữa thôi, mình sẽ đợi lên level 8 luôn tìm Leona luôn nha. Nhớ con đi thôi. Xem Bùi Huyền nào. Ăn mừng khá sớm. Mừng bao giờ? Tỏ ra mừng. Sojin vô cực. Gì đây? Truy phần kích kìa. Truy phần kích 20% tỷ lệ chí mạng và 150% máu. Sojin không. Sojin cũng được. Đấy, về cho Seju cho nó skill nhanh cũng ok đấy anh em. Chả mình không biết lấy cái gì hết. Lên xin 3 giáp máu, 10.000 máu luôn. Chầu đây, chầu đây, ý tưởng khá là thú vị nha, Akali ơi. Xong đấu, Vua 2 sao đến từ vị trí của Manfi MVP. Rồi xong. Vua con Raven này đúng kiểu ông thần sốc đam luôn đấy anh em ạ. Rồi xong rồi, mới ăn mừng xong chuẩn bị đi rồi. Rồi ăn mừng 16. Thế cho anh em mình bảo với anh em một trận này cần phải diệt rồi mà. Thế đấm được ông cái xin Akali này. Xin Akali này ăn được. Em ăn được. Ừ. Ghê hả? Chị thua anh. Xét 2 sao. Thua ai về đợt trứng ấy. Cho thằng em vào hack thêm chút vàng đi. Sojin. Sojin cho con này tôi thấy phế quá. Thôi để lại đi. Chắc Sojin như con này nhưng mà tôi thấy nó skill kiểu gì anh em. Mọi chúng qua chơi nhớ lại lần này. Chị mon ở cây sơ đi tự vào đấy nhở. Mon ở cây sơ đâu? Của em cơ mà. Mày múa này đi. Vẫn còn một cơ hội nha. Quang sống sót trước khi mà đi chợ đi. Ôi ghê. Còn slot công anh. Slot thì không biết là anh nào chơi nữa hay không. Còn đấy, tớ chuẩn bị out rồi. Còn slot nha, Bùi Huyền chuẩn bị đi ngủ rồi. Trận này chúng ta sẽ gặp Akanon rồi. Chỉ phần kích luôn. Mình không biết là gặp ai. Đây rồi, gặp Akali rồi. Bị đóng băng rồi. Mình cũng có tiền. 10.000 máu. 10.000 máu. 10.000 máu. Úi xời ơi, 10.000 máu. Lại thêm một hòn tiền nữa. Ui, anh em toàn ship xa này. Rồi, xong Bùi Huyền đi rồi. Có thì vàng. Mình có hai hòn vàng luôn à. Cũng được. Lấy cái này đi. Giao điện cho Ugot. Nó bắn tỉa khá thốn. Mình bị ai đấm? Ai đó mới nhiều. Ai? Có con gì? Nha, Yasuo. Yasuo đấm à? Ok. Để anh báo thù cho.
anh cũng bị đấm rồi. Nêu là 2 rồi. Baby come here. Bumma Z à? Z có xin ra 2 luôn. Đồ hơi sợ nha. Baby come here, không biết là mình ăn được không đây. Weapon skill hơi bị về phía đằng sau nha. Ô, vẫn thua baby come here rồi. Rồi vừa thấy Hatsugi. Tạm biệt thằng em lên xin 10.000 máu. Con này Zanna này khá ngon này. Zanna trận này là gì đây? Windy. Windy. Zanna đâu rồi? Thì sát thương vật lý và sức mạnh phép thuật tăng kề. Ồ, trâu đấy. Không được rồi, mình phải Onin đây. Bumma Z này nhiều năm tiền quá. Con này vào búp thì được cái gì? 4 ô thôi à? Cho này vào đã. Treo thứ hôm qua đến giờ không vào được à? Vào được mà. Em treo mà em phải check cẩn thận. Dắt máu Sojin. Ba sao chắc là không cho hình thế được. What 2 sao. Trận này mình không chơi được con Mordekaiser anh em ạ. Oh, không đổi rồi. Kinh đi ngủ nha. Ok. Bye bye. Ngủ nhon. Bye bye. Yêu. Robin đâu? Bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người. Mình đi ngủ đây. Cinderella này. Cinderella cầm Sojin này. Leona đâu? Cafe. Vẫn chưa thấy Leona đâu anh em ạ. Đúng rồi Hoàn Kiếm ơi. Chỉ cần Leona nữa là vào hoàn thiện đội hình luôn anh em ạ. Nhìn chung thì đội hình Raven này khá mạnh. Rồi xong rồi, Bumma Z đi rồi. Đây. Một Zanna đi à? Không được. Con Syndra này nó đang bế tướng vào. Thôi thì bỏ con này đi.
AP 2. Ok, cho vào đây đi. Gọi luôn, last round. Trời ơi, một skill này anh em này. Quá ảo. Ui, hàn skill luôn. Anh em đang xem đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Giao bán Raven kết hợp với cỗ máy chiến đấu khá là mạnh nhãn.